Alo, chào mọi người nha. Thì trên tay mình đang cầm đây là một cái bộ cấp xả trong cái máy giặt. Mình cụ thể đây là cái máy giặt Toshiba mọi người ha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn nào chưa biết cái cách để mà chúng ta xác định xem trong cái công tắc này nè. Nha. Nó có tác dụng, còn tác dụng hoạt động tốt hay không. Thì ở đây là cái búi dây điện cấp vào đây các bạn ha. Thì đây mình điểm đây chân 1, chân 2, chân 3 ha. Thì đây là hai cái chân giữa, chân 1, chân 2 là nó cấp điện vô. Cấp điện C vô ha. Và cái chân này là cái chân rồi tiếp. Chân công tắc á, để nó báo lên cho vi xử lý biết cái tình trạng là ở hoạt động ở đang như thế nào ha. Thì đây chúng ta nhìn ở đây nó có cái sơ đồ đây nè ha. Thì chân 1, chân 2, chân 3 nè. Thì bạn mình nhìn thấy chỗ chân 3 này nó có công tắc nè ha. Cho nên hơi khó nhìn nè mọi người. Thì đây là công tắc cái này nè. Thì khi mà cái dòng này nó quay nè ha. Nó quay như thế này. Thì đến một thời điểm nào đó thì chân 1 này nó sẽ đóng với cái chân 3 ha. Và nó lại nhả ra và nó đóng lại. Thì trong cái quá trình nó sẽ cấp điện từ đây qua cái chân này, chân 1 qua chân 3 này, nó báo lên cái vi xử lý biết ha. Để vi xử lý biết để ra lệnh cho cái máy giặt nó hoạt động đúng với cái chế độ ha. Thì như thế này chúng ta sẽ đo để biết được cái tiếp điểm này nó đã đóng ở đây nó tốt hay không ha. Bây giờ mình sẽ dùng cái đồng hồ để đo đo chân 1 với chân 3 nè. Cái đồng hồ mình sẽ bật về thang đo như vậy ha. Mình sẽ đo chân 1 và chân 3 nữa các bạn. Chân 1, chân 3 đây ha. Thì trong quá trình mình đo thì mình sẽ quay cái đây nó đang chương 1 nó đã nối qua chương 3 nè các bạn ha. Đây. Cái que đo của mình hơi ngắn cho nên nó có chọc vào ha. Đây, cho mình quay thử cho các bạn coi. Đang này ha. Quay tiếp. Rồi nhả ra ha. Cái tiếp nữa sẽ đóng. Nó cứ như thế nó sẽ báo cho cái tình trạng và cái chân ba đó về bị xử lý để chuyển chức năng ha. Thì khi mà các bạn test như kiểu này ở đây các bạn cái công tắc cho mẹ đóng tốt nè ha. Đây mình chỉ đo cách cái công tắc nó còn hoạt động tốt hay không ha, chứ mình không nói là cái này nó còn nhiều cái chức năng khác trong đây nữa ha. Ở đây thì trong cái video này giới hạn mình chỉ nói về cách đo này thôi. Thì mình kết thúc video đây ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha.